à, chúng ta cũng sẽ có luôn, không phải là cái trường hư vô, thay vào đó là kiếm tay ương tung tăng nhảy múa lao vào solo kill, gần như là không có năng lực phản kháng, tốc biến đẩy thiêu đốt lao vào đánh tay double kill, triple kill là đây, tốc biến chạy đến từ Lila nhưng tung tăng nhảy múa đến từ Mango Fist đang chuẩn bị hồi triple kill. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Linh, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Ok, ngày hôm nay Thịnh đã cùng đến với một ván đấu của Mango Fist ở cục giữa ở máy chủ siêu cấp Trung Quốc với mức rank là cao thủ để có màn trình diễn khi mà anh ta đối đầu với lại Kalista ở đường giữa như thế nào ha. Đi thôi. Kèo này thì thường là chúng ta không thấy nhiều anh em. Nhưng mà để coi cách xử lý đến từ Mango Fist. Những tình huống cấp độ đầu tiên thì rõ ràng là Kalista sẽ lợi hơn. Và để coi cái cách mà Mango Fist xử lý kèo thi đấu này như thế nào. Cái bản ngọc là cái bản ngọc thông dụng à. Chúng ta sẽ có một cái sóc điện. Rất thường thấy. Farm lính à. Farm một con lính mà trả nửa cây máu. Ui, Kalista đánh kìa. Ui, ném quy giật e ác thế nhờ. Em quyền Kalista. Có thể thấy như pha thi đấu vừa rồi thì Mango Fist đang hơi bị lỗ máu một chút. Không phải một chút anh em, lỗ máu cũng xương xương nhiều nhiều á, nhiều chút. Cố gắng farm lính trồng trụ lên cấp độ 2. Và phải né được quy của Kalista ha. Lối chơi rất là khó chịu đến từ Kalista. À, Linh không có thấy được cái đây rồi, cái bản ngọc. Cũng như cái phép hỗ trợ của Kalista thì chúng ta sẽ có cái lá trắng rất là thông dụng mà thôi. Cấu rỉa máu đâm quy, kích bình. Hết bình rồi, bình đã được sử dụng khá là sớm. Mango Fist sử dụng thuật triệu hồi. Triệu hồi con cao cao. Ok, bắt đầu di chuyển. Giải phóng cái giai đoạn khó khăn như thế này thì cần phải có những tình huống giao tranh. Sẽ là tình huống tốc biến chăng? Tốc biến lao vào tấn công Lilia. Đẩy cái thiêu đốt. Dùng tung tăng nhảy múa để chạy anh em ơi. Ok, chạy được rồi. Một điểm hạ gục, hai búp ở khu vực giữa. À không, chỉ có bùa xanh thôi. Phần nào đó gỡ gỡ lại được chút xíu. Có hai búp mà đúng không? Linh nhìn nhầm ta. Hai búp anh em ơi, nhìn nhầm. Rồi, thì coi như mất thêm cái đợt lính nhưng mà thôi không sao, về nhà có thêm cái đôi giày. Và một cái phòng ứng hắc ám nữa. Bắt đầu di chuyển xuống khu vực đường dưới của Mango Fist. Ây da, chạy đi bạn ơi, chạy tới đây. Ok, đánh tay, đâm quy, đánh tay, dứt điểm, đánh tay thêm cái nữa. 2-0 dành cho Mango Fist ở trong cái bản thi đấu này. Sương sương anh em ơi, có điểm hạ gục như vậy, sương sương gỡ lại phần nào đó cái thế trận bất lợi của khu vực giữa. Cấp độ 4 đánh với lại cấp độ 5, Kalista vẫn đang quá khó chịu. Nhìn nó kiểu dạng ngứa mắt thế nhờ. Trúng cái quy nè. Tung tăng nhảy múa tránh trường hợp bị đối phương diệt e. Ok, Kalista vẫn đang rất khó chịu nha. Đánh tay gầm giáo. Ui, rỉa máu ác thật sự khó chịu quá nè mình. Đánh tay cái nè. Vừa rồi phải tung tăng nhảy búa giật ra phía sau anh em ơi, tránh trường hợp bị giật e giày vò của Kalista. Farm lính trong trụ, vừa farm vừa né quy của phía đối phương. Rất khó chịu Kalista ván thi đấu này. Trong cái đợt tấn công vừa rồi thì anh ta lấy lớp giáp trụ, tung tăng nhảy múa không trúng vào Kalista, giật giày vò quá khó chịu. Canh góc để ném quy. Kalista này chiến á, cũng còn cái lá trắng hơn. Tung tăng nhảy múa, cố gắng dọn lính, lên cấp độ 6 chưa? Chuẩn bị lên cấp độ 6 anh em ơi. Farm lính lên 6, thả cá không? Không, đó chỉ là tình huống đâm quy farm lính thôi. Sau đó thì tung tăng nhảy múa giữ cự ly, tránh tình huống bị giật dây vò, máu bây giờ thấp lắm rồi. Kha'Zix đang có dấu hiệu binh ra khu vực giữa. Cá trúng, nice shot! Một pha hắc não đến từ Mango Fist. Một cái góc thả cá quá khó chịu của anh ta. Ok, tiếp tục farm cái đợt lính khu vực giữa. Mặc dù đang chịu rất là nhiều những cái sức ép đến từ Kalista, nhưng Mango Fist vẫn biết cách để có thể gượng lại. Và farm thua đâu đó khoảng chừng gần 20 chỉ số lính ha. Kèo này khó. Kèo này đúng khó luôn. Kèo này gặp mấy ông Kalista đường giữa, đường trên gì cũng vậy anh em ơi. Kiểu dạng sát thương nó nhiều quá. Anh em, nếu mà anh em có coi em quyền Kalista, đánh Kalista này bén lắm.
Rồi, tung tăng nhảy múa, lao vào đâm quy có đúp. Khazix tiếp tục một lần nữa ra khu vực giữa. Rồi, lần này không ai cứu, có cái lá trắng. Cố gắng nhảy cọt lò cò nhưng mà không ổn rồi. Điểm hơi cùng tiếp theo thuộc về cho Khazix. Cái điểm bất lợi của những con tướng mà xạ thủ khu vực giữa là nó sẽ bị tấn công nhiều á. Khúc ru rừng thẩm đến từ Lilia, cú nện cái nè, lao vào tấn công. Nhưng trước đó thì Mangovic cũng đang cố gắng để có thể truy đuổi. Tung tăng nhảy múa, tung tăng nhảy múa. Ở cá trước, trúng. Xa tầm quá. Ui, vẫn đủ sát thương này sao. 302. Sát thương bây giờ vẫn đang khá là nhiều đến từ Mangovic. Rồi bây giờ có cái lượng trang bị đủ đầy rồi em ơi, không sợ lắm Kalista nữa. Lên trao đổi chi thức sòng phẳng với nó luôn á chứ. Cá vừa rồi không trúng rồi. Lao vào đâm quy có đúp nửa cây máu xương xương. Đau thật sự. Đau ha, đó chỉ tình huống đâm quy có đúp kết hợp cùng với đòn đánh tay thôi. Tiếp tục là những tình huống nhấp nhã, tốc biến vẫn bị gây đam. Kích sốc điện, quá ác. Đến từ Mangofish, solo kill khu vực đường giữa. Thời thế bây giờ đã đổi thay. Chúng ta đang có một con cá. Và ông lão đánh cá, bị con cá nó táp. Một hit nữa, không vào đủ tầm. Rồi, như vậy quyết định đến từ Khazix là đẩy luôn sứ giả ra khu vực đường giữa này. Hợp lý và hiệu quả. Ổn áp rồi anh em, từ cái kèo thua mà bây giờ thắng ngược trở lại rồi. Lính thì có thể farm thua một ít. Bây giờ có nhiều điểm hơi cũng quá, 402. Thậm chí là có cơ sở để có thể băng trụ luôn đó chứ. Kích sóc điện nè, tung tăng nhảy múa vượt qua phía bên cánh phải. Có cái định mệnh vậy gọi, ném Lilia. Ui, trường hoa xây rồng vừa rồi nó không gây sát thương. Những khúc ru rừng thẩm thì như thế nào đây, chưa hồi lại cho mình đó, chưa vừa đến từ Lilia. Một cưng hai thành công, là vào, tung tăng nhảy múa chạy. Anh ta không muốn đổi mạng tiếp ở trong cái pha thi đấu vừa rồi khi mà Kalista có khả năng có điểm hơn cuộc shutdown của Mangovic. Anh chiêu chiêu bây giờ có dài khai sáng và mề dai 10 số. Bắt đầu di chuyển xuống khu vực đường dưới, chuẩn bị tấn công vào người của Raven. Một pha tiếp cận đâm quy có đúp tung tăng nhảy múa double kill khu vực đường dưới trong tình huống ghé thăm rất dễ dàng của Mangovic. Nice! Khỏe rồi anh em ơi. Bây giờ đi farm mạng thôi. Về nhà lần này đóng thêm cái đồng hồ nữa. Farm chiêu chiêu luôn á chứ. Rễ tinh bỗng nhiên xuất hiện khu vực dưới. Đâm quy thả cá tung tăng nhảy múa. Trúng cả hai. Cả nai và cá. Lao vào đâm quy cái nữa. Vào đủ tầm không đây, không vào đủ tầm. Đâm quy giữ cự ly rút lui. Hồi lại tung tăng nhảy múa rồi, anh ta đang để dành chiêu tung tăng nhảy múa để solo kill. Nhưng mà điểm hai cục xếp đâm vừa rồi cũng hơi ngon cho cá sấu. Đâm quy có đúp một cái tung tăng nhảy múa 2/3 máu thả cá tấn công tiếp. Ui, sát thương kìa. Ta nói cái lượng sát thương nó là lớn. Chơi con cá này nó sẽ có một vài những cái combo cơ bản nè. Ví dụ như anh em thả cá R1 trúng đúng không? Thì khi mà cá trồi lên thì anh em có thể dậm cái E vào. Xong đó dồn cái combo, combo đó là combo dồn binh, dồn đam cách tối thể. Tối đa, nhầm. Còn không thì anh em có thể kiểu dạng combo thông thường thôi, cố gắng tiếp cận đối phương quy đúp, xong e tùy tình huống. Quy đúp nó đau lắm, cái sát thương đến từ quy đúp nó đau thật sự luôn đó anh em. Rồi ok, 11-3 rồi, quá xanh, thậm chí là lụm luôn cho mình đấu con sứ giả để có thể đẩy lẻ tốt hơn đến từ Mangofit. 3 món trang bị lớn, mề dài 22 số. Tung tăng nhảy múa gọi sứ giả tiếp tục farm luôn cho mình đó trụ hai khu vực đường trên. Phút thứ 17 mà chúng ta đã có hai trụ cánh trên đã thuộc về cho Mangofit. Đồ ao hoàn toàn so với phần còn lại rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ có một cái mũ là món trang bị tiếp theo mà Mangofit hướng tới. Lấy công trình của phía đối phương à. Ui, thả cá vào nai. Tung tăng nhảy múa, một cân ba, kết hợp cùng với tốc biến. Nhưng sát thương là đủ không đây, có đồng hồ, tung tăng nhảy múa bây giờ đã hồi.
không kịp. Đó là một tình huống thăm minh rất chuẩn xác đến từ Lila. Ok, bản bình lên hai gậy quá khổ, thả cá tốt vào người của cá xấu và sau đó quay ngược trở lại. Đây sẽ là cú double kill rồi, chắc chắn là như vậy, và thậm chí là cú triple kill với cú tung tăng nhảy múa làm chậm của mình. Đánh tay đâm quy, đánh tay lần này có đúp tung tăng nhảy múa đủ sát thương để có thể dứt điểm đến từ Rengar. Nice, 3 điểm hai cùng phương dưới. Tiếp tục tấn công vào người của Kalista, tung tăng nhảy múa dọn lính giật ngược trở lại. Ok, Rengar nhảy vào gây sát thương. Mangofit cũng lao vào tấn công. Xong. Bộ 24 mười giây. Kết hợp cùng với đó là mũ phù thủy ở trong cái lần về nhà tiếp theo. Sức mạnh phép thuật bây giờ của Mangofit đang là con số 459 anh nè. Về nhà lên mũ chắc là xương xương đâu đó khoảng chừng 500 mấy. Cần tiếp không? Cá trúng vào Raven rồi nè. Đâm quy có đúp nè, tung tăng nhảy múa dịch ra một dịp bởi vì con cá nó đã đủ sát thương dứt điểm. Rengar lao vào thì lại hơi sâu rồi anh em ơi. Và tính đam thần của Mangofit. Phía bên kia Khazix tiếp cận luôn. Mangofit đâm quy tung tăng nhảy múa làm chậm, rất khó chịu, đang bay sinh giữ cự ly với lại cá sấu. Rất khó chịu rồi, tung tăng nhảy múa nhấp một nhịp đâm quy có cái đồng hồ, không có đồng hồ, 30 giây nữa mới hồi. Mà cá sấu không đủ sát thương, tung tăng nhảy múa thêm lần nữa ép được công biến của cá sấu. Nhấp nhả quá khó chịu và đó là điểm hòa cuộc thứ 14 tháng 2 dành cho Mangofit. 25 mê dài, 3.000 tiền ở trên người, hai quậy gó khổ đang chờ đợi để có thể được nâng cấp. Coi như lần về nhà tiếp theo thì có thể gọi là full đồ ha, với một cái mũ kết hợp cùng với đá hắc hóa. Cá trúng nè. Cái gì vậy? Một pha đâm quy vừa rồi có đúp là 1250 máu. Ác nhường. Rồi ok, ăn thêm cái bùa lợi Baron nữa. Có lẽ như chúng ta cần cái nhịp đẩy cuối để có thể lăn cầu tuyết và dứt điểm ở trong ván thi đấu này. Trên lệch về điểm hai cục bây giờ là quá nhiều rồi. Mangofit đang farm thêm cho mình đó 7 người đá để về nhà hướng tới hai món trang bị cuối cùng. Và chúng ta cũng sẽ có luôn, không phải là cái trường hư vô, thay vào đó là kiếm tay ương. Tung tăng nhảy múa lao vào solo kill, gần như là không có năng lực phản kháng. Tốc biến đẩy thiêu đốt lao vào đánh tay double kill. Triple kill là đây, tốc biến chạy đến từ Lila, nhưng tung tăng nhảy múa đến từ Mangofit đang chuẩn bị hồi. Triple kill. Thôi, tạm thời dừng lại ở cho mình đó cú triple kill với 3 điểm hạ gục. Và kết thúc ván thi đấu này, một ván thi đấu mà Mangofit như thường lệ vẫn là Simurgh rank cao thủ. Kiểu như là ông đánh rank thách đấu thì có lẽ như còn khó khăn xương xương anh em ơi. Đánh rank cao thủ thì pha mạng ác quá. Với cái con tướng lăn cầu tuyết tốt như là con Fit nữa. Rồi, vừa rồi thì cũng là những cái nội dung mà Linh mang đến cho các bạn ở trong cái show video lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những show video lần tiếp theo. Bye bye.